Bác nào cần dao? Cứ alo cho tao. 0947 640 046. Có cái món sạc rồi. Ông nói cắt cơm đâu đấy nhá. Cái ông chuối xoài. Cơm các không ăn đi ăn lá cây. Lá đu đủ nữa. Anh phải làm miếng. Ăn lá chung rồi. Ui à. Thế hồng chuối xoài nha. Quà tặng đấy. Quà tặng từ thiên nhiên. Không đăng chua nào. Này. Chuối. Thế có xoài anh ạ. Chuối. Có chuối. Chuối ở dưới này. Đây dưới. Đây. Đây đây. Chuối. Hồng. Hồng kia dưới. Giấu kỹ thế. Ui à. Cắt to đấy. Ngon, anh cứ cho cả miếng to vào. Đấy, anh thích ăn vỏ nó sật. Xoài đâu? Đấy. Lại thêm cả xoài nữa mọi người ạ. Ăn quả này rớt dãi lắm. Trắng không? Mình trắng không mọi người? Mình đạt rất là trắng. Ừ, đạt nó trắng. Dân câu mời mọi người nhá. Đây câu ở đây giúp lều. Anh ăn đu đủ rồi. Ui, có lá. Chua đồng chuông. Lá đu đủ nữa. À, xanh mỏ đấy. Cái lá non nhất và rất chui. Lá gì đấy? Lá bồ công anh. Đây, lá này ăn ngon này. Ăn được, ngon mà. À. Lá bồ công anh. Mày gặp đấy. Lá đu đủ nữa. À, bây giờ hôm nay mình xoán người Thánh đu đủ. Thánh đu đủ chuyển sang ăn dơm rồi. Lá đu đủ ăn dơm rồi. Lá đu đủ chuyển gì? Lá đu đủ á, quê mình ai cũng ăn rồi ạ. À, chuối đâu? Ngon quá. Ăn dơm. Ăn dơm. Cái đấy chỉ còn Thánh đu đủ ăn được. Thánh đu đủ vẫn ăn, vẫn nhai, vẫn ngon. Nhưng mà không, trên video không thấy nuốt. Nuốt tắc cổ rất tỏi. Món này cực kỳ ngon này anh nhỉ. Này, sáng hôi Thánh đu đủ này. Sao mà biết nuốt nốt lắm. Đắng lắm, đắng lắm, cho bộ công anh nha mọi người nhé. Bạn nuốt rồi à? Bộ công anh nhập bao. Nhập bao. À. Ngon mọi người ạ. Sáng hôi Thánh đu đủ. Rồi, ăn mẹ em cứ nghe luộc lá đu đủ ăn. Luộc lá đu đủ á? Luộc lá đu đủ á? Lá đu đủ sao đâu lớn á? Lá đu đủ đồ á? Nhà nó dùng làm gì bỏ lá gì? Lá ngón. Lá ngón không ăn đâu mà. Lá ngón có loại mới ăn được. Thôi. Ăn được. Lá xoan mày chả ăn à? Lá ngón lợn à? Lá xoan bọn anh chả ăn à? Ờ đúng rồi. Ăn tiện dễ thế. Đây là xoan trắng. À thấy rồi nhá mọi người nhá. Có bắt đầu có cá rồi. Đây là lạnh rồi. Chụp vào lên bờ rồi. Ấy, đâu nhỉ? Ở đây. Ừ, ra nước rồi. Ra nước à? Đấy, đấy, đấy. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ai to phết? À. Chị cháu lạ không? Ai à? Ôi, to rồi. Ui. Con này dưới, con này dưới. Biêu nhiều này. Ở trong rác ấy, nó nằm to to. Mò dần rồi, mò dần. Ê, đấy, đấy, đấy. Bé. Ở trong rác đấy. Mò dần đi. Mò thôi. Ôi, con to, con to. Ui, sộp to, sộp to. Sộp to. Nhớ đi. Bắt tay ra, bắt tay ra. Bắt tay ra, bắt tay đi. Bắt tay ra, bắt tay xuống ơi. Mò đây trong... trong... Mò đây trong đít đấy, có cái cây ấy. Nó lặn rất là ác nha, sộp. Riêng sộp. Ây. Đây anh, đang mò ở trong này này, tôi không lại kia. Ấy, đây, 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 nhỏ quá này nhỏ. Bắt nhỏ cũng chết, bắt hết. Lắm thật, chỗ này lắm thật. Dưới bơi rác ra, dưới nó nặng nhiều lắm. Nhiều rác quá. Nghệ đâu.
có tí rác thôi, ở dưới không không nhiều rác mấy đâu. Chụp con, đấy con. Ô mày các con này. Ở đấy cũng có đấy, ở khu đấy, ở khu đấy có con to đấy, có con to lắm, sổ về khả năng mình chua rồi. Mình đang cá cược có con sộp mà dưới 6 lạng rưỡi với duy bốt 5 lít bia. Ui, con gì chủ tâm quê đấy? Đó. Chỗ Trần Nguyên đấy. Ờ, không ạ. Sờ, sờ, ta thấy đuôi nó lại chạy mất. Khỏe cực luôn. Con này mà nằm đây có nước à, có cạn nước khô đi nó vẫn sống được. Cho xem nào, dịch sang chỗ hàng dưỡng. Bên này không có à? Bên này phải 4-5 con mẹ chạy mất hết. Tỏ vãi chủ. Hộp khỏe nó đi được nó cả. Bắt cả người ta bên đuôi dành vào. Nắm đuôi à? Đây này. Chính mình quần buồn lại, sọc buồn nó lên hết mà. Cái lúc mà cạn đấy, cho cái đầy bịch, nó dự cái quầy đấy. Lắp đen. Tông hầm à? Có một cái rổ nữa trên, có chậu nữa. Đố Tuấn bắt được con cá đấy. Ê, ừ. Tí được. Cá bắt được rồi. Đầu lắm. Cả rồi ạ. Sổ có lắm. Sổ có, chưa có được đâu. Như vậy đục.
Mày cái bên bờ ấy, mày cái bờ ấy. Chê ấy, chê ấy, chê ấy, đây đây đây, bóng lắm rồi. Chê ấy ra, rồi, 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 cắm đi nha mày. Đây đó, đây đó. Ai, ai, có thế, dí xuống, dí xuống. Khỏe lắm. Anh ơi, chân 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 đây, ui, rồi. Đừng lên, 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 đúng rồi. Rồi. Loại này khủng quá mọi người ơi. Hôm nay anh em mình câu được một con này. Chắc còn sót đúng con này con đúng con này đấy. Con này với con đúng nội. Ui, làm mấy con đúng đồng mình cụt thẳng đầu lên đây rồi. Phải 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 phải. Đâu đâu đâu. Dài ấy. Kinh khủng luôn. Bọn làm dâu này nó kinh khủng thật. Phải và phải hút cặn mới bắt được số. Đưa lại đi bố ơi, bên kia thử nào. Thôi, cây cháu, cây cháu, cây cháu. Cháu đi này, cháu đi này. Cái nổi rồi. Chắc bùn, chắc bùn. Con này nó chắc bùn. Đẩy nó lên bờ ấy. Không chơi được đâu. Đúng rồi, phải hất nó lên bờ ấy. Lên bờ mới bắt được. Mới bắt được nó. Bắt được rồi, kệ nhưng nhắm lại chỉ nhắm. Nó còn tham hút được. Đó, nó cạn đi sụp. Tí nước cạn mới phát hiện được. Kìa. Đi rồi sao á? Nó đâu nằm đâu. Rồi, nó đâu nằm đâu. Nó hay lên lại. Đây, 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 đây. Đây, đây. Đấy. Đây, 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 đây. Cắm vô rồi, cắm vô rồi. Tí nha. Nó cắm mình. Ui, đầu rồi thằng ơi. Cắm vô rồi, ít, 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 ít. Tuấn thấy bóng quát mặt. Ui. Ui. Ơi, tụp ra, tụp, tụp. Cái xuống lên. Ui, cái trăm ấy, cái trăm, cái trăm, cái trăm ấy. Ui, chặt. À, bỏ ra. Chả to mấy. Không to mấy. Kinh khủng, hôm nay lại được bữa rồi. Trời ơi, trời ơi. Đỡ mất tiền dầu, tiền điện rồi. Hết chương trình cá thì anh em chuyển sang chương trình nhộng. Ui. Con rô phi bé này. Nó rút ở bùn dưới lá. Ui, này. Nó rút đây rồi. Được chưa? Gần phải nó sâu. Quẹt, có to đấy. Ui, đồ ba này, nó chích cái mũi này. Quyết đi. Bắt cá béo không? Được. Bắt cá to hả? Bắt cá béo. Bắt cá chốt thôi. Hả? Đâu cái con này? Đây, cái này. Cái trăm ấy, cái trăm ấy. Hả? Một tí. Móc sâu quá anh ạ. Cái nước còn lên không? Nhá mày, xem nước còn lên không? Ê, ta chuột đây. Hết. Ui, có đây to. Ui, 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 to, to, to. Cay hết, cay hết, cay hết. Đây, 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 đây. Rút cái con nhỏ để tôi viết viết mùn nữa. Nó tắt cái này.
bảy chưa bắt được con cá nào. Tao nhìn thấy bắt rồi đấy. Rồi tắm đi nhá bảy, tắm cái nhỏ đi. Nó đánh ngạch nó đấy, đau lắm mày. Bên kia con nước sôi, ục kia, ục kia. Đâu đâu? Đâu 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 đâu. Đây con đưa này, đây con đưa này. Ở đây mà không có cá sấu không nào em. Có lúc này thấy rồi. Em câu nó tát mà. Nó tát trượt mấy con liền. Vừa nãy 4 5 con đây mà. Đây đây đây, đây để anh giúp đồng nhỉ. Ui. Tịnh động là tịnh động chết. Tịnh động chết. Này, bám màu, bám màu. Này, em. Con anh Cường to kìa. Dán, dán ăn cơm. Ui, đây này, con chuột phi to nhất này mọi người. To chưa? Đấy, chuột phi này nó phải dài người này chứ. To bằng tay mình luôn. Ui, ui xa. To, 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 to. Đây, con to nữa, đây, con to nữa. Nó lại nhảy xuống rồi. Bám màu và to phết này. Nhiều chỗ to nhỉ? Đừng ném vào chân em, chân em đâm trúng. Thích quá mọi người ạ, bao nhiêu cá mà mình không trúng được. À ha. Xuống chờ nhiễm trùng. Bám màu. Có sộp nhỉ? Có sộp, vừa nay anh Cường vô 4 năm con rồi. Lấy cái chọc xuống đây, lấy cái chọc xuống đây. Em phải lấy ra cái chọc á. Giúp này, giúp mấy nhỏ đấy. Rút váy nhỏ anh ơi. Váy nhỏ là cái màu đen. Con này. Con này lại chớ rồi, con này lại chớ rồi. Thôi, ta bỏ máy to đi. Thôi, chắc chứ. Không, không. À, kéo máy to sang đây, bỏ máy nhỏ đi. Ui, nó kéo máy to sang đây em ơi. Ui. Máy to nó hút cần to phi. Cho to đâu đây, bắt được cá thả vào đây này. Máy to nó hút toàn đô khi ra được đây này. Đây, kéo kéo đặt kéo ống nước. Máy to. Đấy, nó hút rút, rút cái rác ở dưới đấy, lít đấy. Lít nó là nó... Đấy, sao anh Cường không còn? Hai con luôn. Lít này, thế này này. Đến đu cái này. Đấy, ra chân này. Đấy, chết. Đấy, kéo máy to xuống đây. Em nặng. Dì Vô đang em bỏ sộp rồi. Phải di chuyển cái máy hút nước liên tục để hút cạn chỗ này thì mới bắt được sộp nha mọi người nha. Nó sộp nó cày bùn ghê lắm ở đây, bùn sầu. Nó rút hết được các cái bùn sầu ấy. Đây, dì Vô phải đi bới bới những cái chỗ này mới mấy ra thì có sộp. Hôm trước mình ra đây câu cá lóc mà nó tát trượt mới phát là chắc chắn có sộp rồi. Rồi bơm đi. Bật đi nhanh nhá mày. Bật máy to ấy. Máy nhỏ bỏ. Bỏ kéo máy nhỏ đến người đi. Sụp nó luôn. Chưa. Sụp chắc chắn có nhưng mà. Nó lặn dưới bùn đấy. Tí nữa nó cứ bùn mà. Đấy, sụp, sụp, đấy. Đấy. Đó, dí nó xuống, dí nó xuống. Ôi. Dí nó xuống. Sụp, sụp, sụp. Sụp. Dí nó xuống. Rồi. Ui, con chọn đầu tiên. Ui, tí nướng ngon đấy. Ai hả, con này cũng tầm 6-7 lạng mẹ rồi. Anh Tuấn, anh chạy xuống, anh Tuấn. Anh Tuấn, anh Tuấn, anh. Dây điện nào, dây điện nào. Dây điện, dây điện. Nhớ mặt lên, anh nhớ mặt lên. Kéo ổ xuống đây đi. Kéo cái đầu nó, dí cái đầu nó xuống đất. Kéo ổ điện xuống đây đi. Ai, dí bốc vậy. Vương, vương, có cái giấy. Thôi, hết, 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 tới rồi. Kéo con chân kiếm còn dây không? Luôn, luôn đi. Thế rồi phi à? Thế rồi phi to rồi. Ở đây này, sổ ai đấy? Này anh Nguyên sổ ai đây chả thấy? Không, anh sổ trên. Đấy, anh sổ đây. Đúng rồi, nó cắm sâu, con sổ nó cắm sâu.
chụp thì cũng như bây giờ rút hết vào trong bờ rồi. Không, nó vẫn đây đấy. Tí. Cắn được không? Tối nay bảo em này cái chung chui mấy đường bờ này. Dạ, có, chụp luôn. Điện này. Chứ mà trên nó gập ống không anh? Đây đúng là cái ao nước vịt quay thổ quay hoàng. Một số với một số vi. Tổ cũng bơi được ngỏ con gì cũng được, có thấy nữa đâu. Bé tí. Số vi. Yêu tổ đấy nhỉ. Cái gì ạ? Con đà. Cây. Ui dồi, sao nó chảy xuống nhiều nhỉ? Hả? Chảy xuống là do ở trên này. Hả? Dây nó ngắn đúng không? Dây nó ngắn. Đây, cái gì cắn bên đây dưới. Ối nhẹ lên. Ấy, con to đấy. Ơ kìa, Zofi nó xuống nước kìa. Ai Zofi nhắm vào trọng quầy ra cái đầu. Máy dừng rồi sao ấy? Chứa con sụp. Hát còn chế. Không không, vẫn đang chạy mà nước căng ghét kìa. Căng căng nó vẫn không lên đấy. Lên không? Không lên được. Không lên, không lên. Lên được tí lại bùn hơn. Cắt bùn rồi. Không có đâu nhỉ? Từ máy nóng rồi. Nó không chạy được mà nóng á. Nó ba to rồi nó không quay được mà nóng. Nó chưa có nhỉ? Đó. Tổ mà, bốn năm con rồi. Đấy, một sáu mà nó chặt được. Đấy. Ngay làm sao máy chạy được. Đẩy nước được đấy, bây giờ nó đang đẩy nước xuống được. Vâng, mẹ cứ mò quanh mẹ sát bờ ấy. Đây á, nó đang ngỗng gì ở xuống đây có mà bữa thịnh soạn luôn. Nó quẩy đi. Nó xuống nó ăn cá tiếp. Nó quẩy, bây giờ thì quẩy á. Thử cắn lại này nha. Cái quẩy ông nhiều lắm. Rồi, sâu to, sâu to. Nó đâu, úp. Thấy chưa? Tắm bùn rồi. Đồ này rồi. Mình ngồi. Anh, mất nước. Nó cay kinh lắm. Thôi đừng máy lên anh em dùng nơm. Con gì phải nơm? Nó có nước đâu mà, phải nơm. To đấy. À, đây. Ờ, để lùa về chỗ nhá. Con này bé. Thế ném lên nướng xuống kìa. Ui. Ta mới được có hai con sổm thôi mà nhỉ. Nó cho vào tải đi. Nó về chỗ nó quẩy đấy. Nó bây giờ cái nương này để tôi cá. Ừ. Thèm cho anh nó. Cắm sâu rồi đâu phải móc.
Sổ cái con mẹ thế rồi. Kéo mẹ máy lên bờ đi. Nó quẩn. Máy lên bờ đây. Cho máy lên bờ đá đây. Rồi rồi. Chuyển sang chương trình 2 đi. Đúng rồi, sao rút cái dây điện lên cái. Ủi, em cứ nước lại nhồng không ra.